giờ mình sẽ bật máy laser này để xóa xăm hình xăm này. Cho chị cái bông đi em ạ. Xóa hình xăm tha thu nhá. Cắm điện đi nào, điện thoại nhỉ. Phía đây. Cắm rồi. Để máy rơi vào trong nên là nó tự tự động bảo vệ máy. Chỉ cần em đứng sang bên này xong rồi được rồi. Hello mọi người nha. Giờ mình sẽ laser này, laser bằng máy laser plasma để xóa xăm, xóa mọi hình xăm, xăm tattoo này, xăm để đi xuất khẩu lao động. Có những người thì như mình đã từng xóa là cả mảng tay hoặc là cả mảng chân để đi nước ngoài chẳng hạn. Hello chị Hiếu. Đó, thì với máy laser này là khi xóa xăm là sẽ không hề bị đau. Cầm với chị cái. Không chảy máu, không tổn thương, không để lại sẹo nhá. Máy hiệu quả rõ rệt trong từng lần nha mọi người nha. Chị Hiếu, mọi người xem livestream chia sẻ video giúp em đi. Để chị em phụ nữ mà muốn tìm một cơ sở xóa xăm mà uy tín, hiện đại thì có thể qua em Asta nhá. Rồi, hôm nay livestream cho mọi người xem luôn này. Xem luôn quy trình xóa xăm luôn. Điều mà những spa khác người ta sẽ không bao giờ chia sẻ. Đây mình chia sẻ cho mọi người xem luôn quy trình xóa xăm của chị khách này nhá. Thử nào, em thử nhá chị nhá. Được không chị? Đấy, mọi người có thể nhìn thấy luôn nhá. Đấy. Hết luôn này, mọi người nhìn luôn nhá. Mới được một tí thôi, chị em xem video, chia sẻ video giúp mình nhá. Hello gái yêu Nguyễn Thị Thảo Linh, đi du lịch về chưa em? Đấy, xóa luôn này mọi người này, hết luôn nhá. Ngay chỉ sau một phút thôi, chị ấy sợ là lâu nên là chị ấy bảo bắn cho chị ấy trước đi. Nhưng mà mình nói là một phút thì chị ấy có thể là không tin. Và đây là kết quả nha mọi người. Đấy, một phút nhá, hết sạch. Đấy, đúng không chị? Em bảo một phút mà. Chị sợ lâu đúng không? Ban đầu là chị ấy sợ lâu. Sợ lâu nên là chị ấy bảo bắn cho chị ấy. Nhưng mà mình bảo là một phút. Và đây là kết quả sau một phút này. Xóa bằng laser nha mọi người nhá. Không chảy máu cho nên không để lại sẹo. Không bị sẹo lồi, không bị sẹo lõm. Mà sau mấy ngày cái này nó bong đi thì nó sẽ mờ rõ rệt luôn, từng buổi luôn. Đây là phương pháp xóa xăm kết hợp được khi mà xóa xăm cả mảng với những người xăm cả mảng, cả hình cả mảng này, xóa xăm tattoo này, xóa lông mày này, xóa mí này, để cho mọi người vuốt lại lông mày và mí nó ăn màu, nó đúng màu mực ban đầu và nó không để lại sẹo. Nếu mọi người mà xóa bằng mực ấy thì nó sẽ chồng lên đây một cái lớp như kiểu lớp mà BB ấy, lớp phấn BB mãi mãi nó vẫn thế. Nhưng mà đây là xóa xăm thực tế luôn, không để lại sẹo mà nó hết luôn. Sau này nó thành sẽ bằng da như cái vùng da bình thường của chị ấy này luôn này. Nó bằng da như vùng da bình thường luôn. Chứ không để lại sẹo, không lồi lên, không lõm mà cũng không bị che bởi cái lớp phủ phấn. Cho nên đây là cái phương pháp mà xóa xăm hiện đại nhất. Rất là nhiều người chị em Thanh Trì phải lên tận phố để xóa xăm. Nhưng mọi người không biết rằng là với con máy laser chụp khỉu ấy thì Eva Spa cũng đảm bảo cho chị em xóa xăm mà không để lại sẹo nhá. Hiệu quả ngay sau một lần. Sau xóa hỏi luôn chị ấy này. Chị ơi, em xóa xong chị có bị đau không? Không. Không đau đúng không ạ? Vâng. Đấy, mọi người có thể quay va để tư vấn xóa các vùng vùng lông mày này, mí này. Đấy, hoặc là xóa thâm môi này, đều dùng đến cái máy laser chụp khỉu như thế này. Đảm bảo là không để lại sẹo nhá. Đấy. Ok, cảm ơn mọi người. Chị em yêu quý có thể chia sẻ một like, một chia sẻ giúp nha. Cảm ơn Võ Hồng Quân. Hẹn gặp lại mọi người tại livestream 12 giờ trưa nay chia sẻ về chủ đề nghề spa nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của Trinh Nguyễn. Đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất về học spa miễn phí. Chia sẻ nếu bạn thấy hay. Comment một điều bạn thắc mắc, tôi sẽ trả lời. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo vào 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Trinh Nguyễn Official.